Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Hey yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay sẽ là bài viết 21 ngày làm Beamer và ngẫm nghĩ về cảm xúc con người. Bài viết được viết bởi tác giả Husky Wonderfly. Và ngay sau đây là nội dung của bài viết. Tại sao lại là 21 ngày? Đó không phải là con số đẹp theo lịch Phật Pháp hay là theo bất kỳ một cái niềm tin gì cả. Đó là quãng thời gian anh bạn của mình phải cách ly tại nhà hồi đầu năm do tiếp xúc với người bay chung với bệnh nhân COVID-19. Sáng hôm đó anh gọi cho mình lúc mới ngủ dậy, báo tin rằng anh phải ở nhà làm công dân tốt và nhờ mình đi chăm sóc vợ ba của anh, là chiếc BMW G20. Ê Tuấn, giúp cái nha. Xe đó đang định đi bảo dưỡng để đi chơi Tết mà giờ ở nhà rồi, 29 Tết mới được xả lận. Ok mày, chuyện nhỏ, vậy thì mượn đạp vài vòng chơi đến 29 Tết luôn nha. Đi. Thế là trưa hôm đó mình ăn mặc thật là bảnh bao đưa vợ ba của ảnh đi spa ở quận 7. Đi với người đẹp, mình cũng cần phải đẹp. Mình không biết rằng 21 ngày sau đó, cô gái thông minh và nóng bỏng này đã khai sáng cho mình rất nhiều thứ về cuộc sống. Một Beamer đã được khai sáng. Giới thiệu một chút về việc lái xe của mình. Năm ngoái, sau khi vật vã ôn thi trong mùa dịch, mình cũng có được cái bằng lái sau 9 tháng kể từ ngày đăng ký. Lúc đó mình chưa có xe hơi gì cả. Mọi người bảo sắp lập gia đình rồi thì nên biết lái xe để chủ động đưa vợ con đi không sợ mưa gió, cũng như đi thăm hai bên nội ngoại cho dễ dàng. Cũng may mình đăng ký học trước khi dịch bùng phát nên còn thi được trong năm 2020 vừa rồi. Còn nhiều người đăng ký hè năm ngoái, đến hết hè năm nay vẫn chưa được đi thi. Mình thì thời gian đầu cũng như bao nhiêu lái mới khác, chủ yếu thuê xe để lái. Tất cả các loại xe đó đều là xe Nhật, Hàn. Khi tự tin hơn thì mình còn lái xe gia đình, là chiếc Suzuki Celerio nhỏ bé, chạy vòng vòng trên phố. Về kinh nghiệm lái thì trước khi được giao chăm sóc dùm xe của anh bạn, mình đã lái hơn 10.000 km cùng với các cung đường Sài Gòn-Vũng Tàu, Sài Gòn-Cần Thơ, Sài Gòn-Đà Lạt và Sài Gòn-Nha Trang. Mình cũng đã trải nghiệm nhiều loại xe khác nhau từ 4 chỗ đến 7 chỗ, từ Toyota Vios, Mazda 3, Mitsubishi Xpander, cho đến Peugeot 3008, nên cũng được coi như là biết mùi đường là gì. Mình cũng tự nhủ rằng sau này nếu mua xe thì tốt nhất là nên đi xe châu Á của Hàn và Nhật, bởi vì các xe này có giá thành phù hợp với mục đích sử dụng. Mình khi đó cho rằng xe chỉ là phương tiện di chuyển từ A đến B, thấy không hợp lý khi phải chi từ 2 đến 3 tỷ để có thể đạt được mục đích đó, trong khi chỉ cần 500 đến 600 triệu là đủ. Chúng thường bền bỉ hơn các xe châu Âu, tức là ít bị lỗi hơn, đi đường xa an tâm. Chúng có chi phí bảo trì thấp hơn các xe châu Âu, cụ thể là xe Đức. Nói tóm lại, qua việc tự tìm hiểu trên Quora và các bài học tài chính, mình cảm thấy vô lý khi nhiều người bỏ ra tiền gấp đôi, gấp 3 lần để mua một chiếc xe chạy cho sướng. Cảm thấy họ đã bị tẩy não một cách khôn khéo bởi những chuyên gia marketing, mua những thứ xa xỉ chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình và cho người đời thấy rằng mình có tiền. Hoặc đơn giản là họ không kiềm chế được cảm xúc của mình trước những thứ xa xỉ. Mình nghĩ anh bạn của mình là nhóm cuối cùng đó bởi vì ông có kha khá xe. Đó là lý do mình nói chiếc BMW kia là vợ ba, vì vợ hai của ổng là chiếc Mercedes GLC 300 4MATIC, được mua trước đó nửa năm. Nhưng anh này giấu kỹ, thường mua xong vài tháng thì mọi người mới biết. Anh tự bỏ tiền ra mua, doanh nhân thành đạt kín tiếng là đây mà không nói cho bố mẹ biết. Và khi ổng đi ăn với mọi người thì thường nhắc rất ít về xe. Tuy vậy, mình vẫn thấy khá là phung phí và cũng thấy kỳ lạ rằng tại sao một người tính toán kỹ lưỡng như vậy lại mua nhiều xe cao cấp như vậy. Thật là ngây thơ. Đừng bỏ mặc cảm xúc, cho dù nó có bất công và bội bạc như thế nào. Cô bé do Thái xấu số Annie Frank đã viết như vậy trong cuốn nhật ký nổi tiếng của mình. Và mình cũng không thể không nhận thấy được cảm xúc của mình đã dâng lên khi chiếc G20 lướt đi xé gió nhưng mềm mại giữa phố phường Sài Gòn, giống như cơn gió lao vụt vụt, gạt qua những ngọn cỏ ngọn lúa trên đường đi của chúng.
đột nhiên giá tiền của chiếc xe trở thành một con số trên giấy. Và điều đặc biệt, mình cảm nhận được là chính bản thân mình là người điều khiển ngọn gió đó. Chiếc xe khiến đầu óc người lái như hòa nhập với chúng. Và lần đầu tiên khi lái xe, mình cảm thấy mình hoàn toàn làm chủ nó, tin tưởng nó, biết rằng nó sẽ làm bất cứ điều nào mình muốn. Khi mình ngồi lên một chiếc xe Nhật và lái, mình thường nghĩ tới việc nếu tiếp theo phải làm gì, hồi tưởng lại về những chuyện cũ, về những nỗi lo bạn đang có. Tức việc lái xe rơi vào chế độ tự hành của não. Tuy nhiên cô nàng G20 này như muốn nói với chúng mình rằng: "Hey, đừng nghĩ tới chuyện khác nữa, nghĩ tới em này, em đang ở đây, tập trung vào em này." Lần đầu tiên tâm trí của mình đã vượt ra khỏi khái niệm lái xe và biết đến khái niệm tận hưởng trải nghiệm lái. Mọi người hay nhầm rằng xe tốc độ cao ở Đức không thể phóng nhanh ở đường Việt Nam được, nên người lái sẽ không trải nghiệm được đã như là ở Đức. Nhưng phần lớn trải nghiệm đó không đến từ việc lái tốc độ cao. Nó đến từ những khoảnh khắc nhỏ trong lúc lái từ trong phố đến cao tốc. Chiếc xe như một người đồng hành liều lĩnh luôn khuyến khích chúng ta trở nên liều hơn, phá cách hơn, vào cua tốc độ cao hơn, đi tăng tốc nhanh hơn đi, đừng giảm tốc độ khi né ổ ga. Hãy tận hưởng đi, đừng lo lắng, đừng ngần ngại nữa. Rồi mình chợt nhận ra những cảm xúc đó rất khó cưỡng lại được. Khi bạn ra ngoài cuộc sống, phải đối mặt với stress công việc, gia đình, với những vấn đề ập đến bất ngờ và trở nên cô đơn vì có ít bạn bè hơn, thì việc có một thứ giúp bạn tận hưởng những phút giây ở bên nó sẽ khiến cho bạn rất khó dứt điều đó ra được. Sẽ có lúc bạn chỉ muốn ngồi lên nó và lái vòng vòng không mục đích vì bạn muốn tận hưởng nó. Cuộc sống càng căng thẳng và tẻ nhạt hơn, bạn càng cần những thứ kích thích như vậy hơn. Giờ mình cũng hiểu tại sao anh bạn của mình dùng chiếc xe này như phòng họp di động. Có lúc quản lý cấp dưới của anh có vấn đề căng thẳng cần gặp nói chuyện hoặc ảnh có suy tư trong công việc. Ảnh sẽ lấy xe chở quản lý đi lòng vòng họp trên xe. Có thể chuyện sẽ chưa được giải quyết, nhưng tâm lý cả hai thường trở nên tốt hơn như ảnh nói. Ảnh gọi là Therapeutic Meeting, họp trị liệu. Sức mạnh của cảm xúc. Có lẽ khi mọi người bắt đầu tìm hiểu về logic và tư duy phản biện, đa số sẽ nghĩ rằng cảm xúc là thứ cần phải gạt đi hoặc là chế ngự. Chúng ta sẽ sống tốt hơn khi dùng logic để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống và càng ít bị cảm xúc chi phối thì mình sẽ càng đưa ra quyết định càng tốt hơn. Sự lan tràn của suy nghĩ sai lầm này dẫn tới ngày càng nhiều người tỏ ra khá là coi thường khía cạnh cảm xúc hơn. Dễ dàng nhận thấy điều đó qua các bài viết chỉ trích sự ngây ngô, dân trí kém của một số nhóm người, đồng thời đề cao bản thân và tự nhận mình là người có lý trí. Những suy nghĩ này là bước đầu trong việc tự gây ra tổn thương cho bản thân. Thay vì tìm hiểu cảm xúc con người đến từ đâu và hiểu tác động của nó lên hành vi của chúng ta đơn giản là kìm nén nó lại hoặc cố ý chôn giấu nó đi, vì nghĩ rằng không nghĩ tới nó nữa thì sẽ không còn bị tác động bởi nó. Nhưng thực ra cảm xúc là thứ không thể tách rời ra khỏi con người. Cảm xúc là thứ đã được hình thành trong bộ não của động vật và con người từ hàng triệu năm và đã trở thành một hệ thống cực kỳ tinh vi. Điều oái oăm với con người là phần nhận thức và phần cảm xúc dường như là hai thứ tách biệt. Các sách nghiên cứu về tâm lý, hành vi con người như là The Elephant in the Brain, Predictably Irrational, The Law of Human Nature đều chỉ ra rằng chúng ta coi thường cảm xúc và tin rằng chúng ta hành động hoàn toàn theo lý trí, trong khi thực chất đó chỉ là những phản ứng với cảm xúc của chúng ta. Để minh họa cho điều này, tác giả Kevin Simber và Robbie Hanson, cổ quyển The Elephant in the Brain, đã ví von sự tương tác của nhận thức với cảm xúc, giống như những nhà phát ngôn Nhà Trắng và Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump. Nó giống như là: Sarah Sanders bắt đầu buổi họp báo. Phóng viên hỏi: "Thưa cô, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng truyền thông là kẻ thù của nhân dân. Điều này có ý nghĩa là như thế nào?" Trong đầu Sarah Sanders: "Ôi vãi! Mình có biết gì về việc này đâu, bộ ổng nói như vậy thật á, nhưng mà mình không thể nói là mình biết được." Ngoài miệng Sarah Sanders: "Rõ ràng truyền thông hiện nay là kẻ thù của nhân dân bởi vì cách họ đưa tin rất xúc phạm Tổng thống và ABCXYZ." Phần lớn chúng ta khi không dành thời gian tìm hiểu về cảm xúc sẽ không nhận ra điều này, rằng những gì chúng ta nghĩ là hành động logic hợp lý, thực chất chỉ là phản ứng của chúng ta đối với cảm xúc. Sự khác biệt giữa lý trí và cảm xúc
thể hiện qua những gì chúng ta nghĩ về bất công thu nhập và hành vi chúng ta ở ngoài đời thực. Trong quyển sách Skin in the Game của tác giả Nassim Nicholas Taleb đã chỉ trích những nhà kinh tế học xây dựng các lý thuyết về bất công trong xã hội mà không thực sự hiểu cảm xúc của những người mà họ nghiên cứu. Hãy lấy trường hợp bạn đi làm, bạn biết rằng sếp của bạn có thu nhập cao gấp 10 lần của bạn. Bạn cũng biết rằng các sếp đó thường ít đến công ty, chỉ xuất hiện trong các buổi họp hay là giao việc rồi biến mất, ít khi làm việc quá thời gian. Bạn có bao giờ cảm thấy bất công vì người sếp đó lương gấp 10 lần bạn hay là không? Hay là bạn sẽ chỉ khó chịu nếu người sếp đó kém cỏi hoặc là đối xử với bạn không tốt? Phần lớn thời gian chúng ta bất mãn về sếp, chưa bao giờ chúng ta bất mãn vì thấy ghen tị về thu nhập của sếp cả. Nhưng hãy tưởng tượng một ngày nọ, bạn vô tình biết được rằng người đồng nghiệp của bạn rất thân, hay đi ăn và tâm sự cùng bạn, giúp đỡ bạn khi khó khăn, lại được trả lương cao hơn bạn đáng kể, dù trình độ bạn cho là ngang nhau. Bạn liệu có chắc rằng bạn sẽ không cảm thấy một chút khó chịu, một chút e dè, một chút ghen tức, một chút tự ti? Liệu lần sau nhắc đến người đồng nghiệp đó, bạn sẽ không nghĩ đến sự khác biệt về thu nhập đó chứ? Hay cả khi bạn biết rằng người đó xứng đáng vì họ làm tốt hơn? Theo Nassim, lý do có sự khác biệt này là vì chúng ta không phản ứng với một khái niệm, nhưng chúng ta có phản ứng cảm xúc với con người. Theo logic, đáng lẽ ra chúng ta nên cảm thấy tức giận vì ông sếp có làm gì đâu mà lại được hưởng lương cao, thì chúng ta sẽ không để ý nhiều vì người sếp đó có khoảng cách lớn đối với chúng ta. Với chúng ta, cái đó chỉ là con số. Nhưng chúng ta sẽ cảm thấy khác với đồng nghiệp vì đó là người chúng ta gặp, tiếp xúc hàng ngày. Do đó, khi chúng ta nói đến bất công trong công ty, thường sự bất công đó là do sự so sánh giữa đồng nghiệp hoặc với những người làm chung với chúng ta, những người tạo cho ta cảm xúc, chứ ít khi là sự bất công giữa nhân viên ở dưới và sếp ở trên cao. Tuy nhiên, giống như phát ngôn viên của Nhà Trắng, chúng ta sẽ cố gắng không biểu lộ điều đó công khai. Chúng ta sẽ nói lý do chúng ta không ưa đồng nghiệp A là vì người ấy có hành động này nọ không tốt. Nhưng thực chất, lời nói đó chỉ là biện minh cho những cảm xúc ghen tị, sự tự ti, sự bất an mà chúng ta không thừa nhận với bản thân. Việc cho rằng mình suy nghĩ logic dần dẫn đến việc đánh giá thấp cảm xúc của bản thân, và từ đó chúng ta cũng đánh giá thấp cảm xúc của người khác, thậm chí là không nhận thức được cảm xúc của họ. Hãy nói đến vấn đề thần y trên mạng ngày nay. Tại sao bất chấp cảnh cáo trên các phương tiện truyền thông, rất nhiều người vẫn tin về các quảng cáo về trị bệnh trên mạng? Đây là điều mình hay tự hỏi, và nhiều lúc mình còn có cảm giác mình và những người đó đang sống ở những thế giới khác nhau. May mắn là đã có bài chia sẻ đây của bác sĩ Phạm Nguyên Quý đã giúp mình giải thích rõ điều này. Là một quản trị viên của nhóm, tôi thường tự hỏi tại sao bệnh nhân và người nhà họ lại dễ dàng bỏ bác sĩ và bệnh viện, tìm tới những liệu pháp lang băm như vậy. Phải chăng họ thiếu kiến thức, thiếu niềm tin vào bác sĩ và y học hiện đại? Sau thời gian dài tìm hiểu, tôi đã nhận ra nguyên nhân quan trọng. Nhiều bệnh nhân và bác sĩ không thể gặp nhau vì đang sống ở hai thế giới khác nhau. Trong khi các bác sĩ thường cố gắng giảng giải cho bệnh nhân về điều trị tiêu chuẩn trong tình huống căn bệnh, với nhiều bằng chứng khoa học nhất, mang lại khả năng thắng lợi cao nhất, thì nhiều người bệnh lại nghĩ rằng tiêu chuẩn chỉ là kiểu trung bình, kiểu đại trà, và họ muốn phương pháp nào đó đặc biệt hơn, thần kỳ hơn. Các bác sĩ hay dự đoán tiên lượng theo xác suất và dữ liệu thống kê. Ví dụ, tỷ lệ thuốc giúp teo nhỏ khối u là 40-45%, thời gian thuốc giúp giữ bệnh không tiến triển thêm là 8-12 tháng. Những con số này đôi khi không đi vào đầu của người bệnh. Đơn giản, bệnh nhân và người thân của họ muốn đi tìm niềm tin chữa lành chứ không phải là những con số khô khan mà bác sĩ cung cấp. Các bác sĩ với thói quen từ môi trường đào tạo thường ít dám tuyên bố chữa lành như mong mỏi của người bệnh. Trong khi đó, ngược lại, các thần y thường tuyên bố như đinh đóng cột, 100% khỏi bệnh nan y, không khỏi, không lấy tiền, đó chính là điều bệnh nhân đang tìm kiếm. Nói ngắn gọn, các bác sĩ đã không tạo được cảm giác an tâm cho bệnh nhân. Bệnh nhân luôn mong có hy vọng sống và họ cần người đáp ứng được hy vọng đó cho họ. Xu hướng này cũng đúng và góp phần giải thích cho việc tại sao, bất chấp cảnh cáo của chính phủ, người dân vẫn đầu tư vào các công ty đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, tham gia các cơn sốt bất động sản để rồi lại bị mất trắng. Nếu bạn đọc bài này xong,
và nghĩ rằng bạn không bị như các bệnh nhân được nhắc đến, thì đó là dấu hiệu của sự tự tin thái quá của một người chưa đối mặt với sự tuyệt vọng hay là lo âu kéo dài. Trốn chạy và đối mặt. Series phim Mad Men trên Netflix là một series rất thú vị. Series này xoay quanh những drama bổ phổi, mặc dù ngập tràn khói thuốc ở những công ty quảng cáo Sterling Cooper ở nước Mỹ trong thập niên 1960. Qua những drama đó, chúng ta khám phá ra được những cảm xúc của những nhân vật trong phim, những gì dẫn đến các quyết định của họ và cách họ giải quyết các xung đột nội tâm và cũng như đương đầu với sóng gió trong cuộc sống. Phim để lại nhiều phân đoạn rất là đáng nhớ, nhưng đối với mình, đoạn này để lại nhiều suy nghĩ nhất. Nếu bạn chưa coi phim và muốn coi thì hãy bỏ qua đoạn dưới này. Bắt đầu tiết lộ nội dung phim. Ở cuối mùa 1, nhân vật nữ Peggy là một nhân viên sáng tạo xuất sắc của công ty đã sanh ra một em bé sau một lần mây mưa ngắn ngủi với anh đồng nghiệp. Đứa bé hoàn toàn là ngoài mong đợi của cô. Vào thời điểm cô đang sống đó, là một người mẹ đơn thân, nuôi con ngoài giá thú là một quyết định chắc chắn sẽ dẫn đến sự xa lánh của xã hội và nghèo khổ. Nhưng rồi cô phải làm gì đây? Mùa 1 kết thúc với một câu hỏi mở. Ở mùa thứ 2, bối cảnh phim diễn ra khoảng 1 năm sau khi kết thúc mùa 1. Người xem được biết rằng Peggy đã quay lại làm việc. Trong lúc cô vắng mặt nghỉ đẻ, gia đình đã phải bịa ra một số chuyện về cô bị ốm để che giấu sự thật. Người xem sẽ không được biết chuyện gì xảy ra. Cho đến giữa mùa 2, trong một phân cảnh hồi tưởng của Peggy, Don Draper, người sếp của cô cũng là nhân vật chính của phim, đã không tin vào câu chuyện cô kể và quyết tìm ra sự thật. Anh đấy sao? Peggy hỏi khi mở mắt và thấy Don đang nằm bên cạnh giường bệnh. Anh thực sự ở đây sao? Đúng, tôi ở đây, Don trả lời. Anh làm gì ở đây? Cô được thăng chức và rồi cô biến mất. Quà Giáng sinh của cô thì nằm trên bàn. Tôi gọi điện đến nhà cô. Bạn cùng phòng của cô cho tôi số điện thoại của mẹ cô. Ôi trời, Peggy ngồi dậy. Mẹ cô nói cô đang bị cách ly, bệnh lao phổi. Tôi đoán nói như vậy là để làm tôi bớt lo lắng. Tôi xin lỗi. Cô bị làm sao vậy? Tôi không biết. Họ muốn cô làm gì? Tôi không biết. Có, cô có biết. Don nhìn thẳng vào mắt cô gái. Làm đi, làm những gì họ nói. Peggy im lặng. Peggy, nghe tôi này. Anh ấy tiếp tục. Hãy ra khỏi đây và tiến lên phía trước. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Sau một khoảnh khắc ngừng lại, anh nói, rồi cô sẽ cảm thấy rất sốc vì việc này chưa bao giờ xảy ra. Và cảnh phim dừng ở đó, người xem sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp trong 6 season nữa. Hết tiết lộ nội dung phim. Đoạn hội thoại ở trên sẽ ấn tượng hơn nếu như bạn theo dõi phim từ đầu, tóm tắt bản chất của những nhân vật trong phim đó. Đó là sự trốn chạy khỏi bản thân, với cảm xúc, bằng cách tự kể cho mình những câu chuyện. Thay vì đối mặt với cảm xúc, chúng ta gạt nó qua và lấp vào chỗ trống ấy bằng những câu chuyện chúng ta tự tạo nên trong đầu để tự trấn an bản thân mình. Và đó có lẽ là cách phổ biến nhất mà chúng ta hay làm để đối đầu với những cảm xúc đau khổ. Che giấu chúng, chôn vùi chúng và thay thế chúng bằng những câu chuyện khác. Bản thân mình cũng đã trải qua những việc như thế, cố gắng trấn an bản thân bằng cách cố đưa ra những ý nghĩa khác vào trong những câu chuyện, tự biện minh cho các sai lầm hoặc né tránh nhắc về sự vô trách nhiệm của bản thân. Nhưng điều đó chỉ như thuốc an thần trong ngắn hạn. Tác dụng phụ là những sự đau đớn về tinh thần bật quay trở lại và hành hạ tâm trí. Chính bản thân mình cũng đã quên rằng muốn vượt qua đau khổ thì phải đối đầu với nó. Như trong bài viết, suy nghĩ đơn giản không giúp cuộc sống của bạn đơn giản của chính mình. Tuy nhiên mình cũng không cho rằng phải chiến đấu với cảm xúc là một giải pháp. Bởi nếu ngày nào cũng phải chiến đấu thì con người sẽ rất mệt mỏi. Ngoài ra việc chiến đấu còn có hàm ý rằng cảm xúc là kẻ thù phải bị loại bỏ, không thì cũng là một con ngựa hoang cần phải bị kiềm chế. Giải pháp mà mình thấy hợp nhất với bản thân mình và với nhiều người đó là coi cảm xúc như một đối tác. Nói ngắn gọn, chúng ta phải sống đa nhân cách, một nhân cách lý trí và một nhân cách cảm xúc. Cả hai sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau. Mình làm điều đó bằng những cách như sau. 1. Dành thời gian đọc về chủ nghĩa khắc kỷ để hiểu thêm về các nguyên tắc sống. Cảm ơn anh Andy Lương đã góp phần giới thiệu chủ nghĩa khắc kỷ này ra đại chúng. Bên cạnh đó,
đọc và tìm hiểu thêm về tâm lý, cảm xúc con người qua sách báo, quan sát hành vi của trẻ nhỏ. 2. Tập đối diện với bản thân và chia sẻ những cảm xúc thật, có thể là chia sẻ cho bản thân mình đọc, có thể là cho người khác đọc. 3. Lắng nghe chuyện của người khác để hiểu về cảm xúc của người khác. Cái chính là phải lắng nghe câu chuyện của càng nhiều người khác nhau ở nhiều lĩnh vực, độ tuổi khác nhau thì càng tốt. 4. Phải luôn thừa nhận rằng bản thân còn yếu kém trong giao tiếp, trong việc hiểu mọi người, để từ đó có thể vươn lên. 5. Mua nhà, chơi coin, mua xe hơi. À, cái này nhầm nhá, cái này không có ở trong danh sách đâu. Tác giả viết vào cho vui đấy, các bạn đừng nghe. Khi kiên trì thực hành những điều này trong một thời gian dài, có thể là cả năm, bạn sẽ dần dần rời được những mong ước, những viễn cảnh tưởng tượng trong đầu ra khỏi thực tế. Ví dụ như với bản thân mình thì 1. Mình đã tách được con người của hiện tại với quá khứ. Trước đây khi nhìn lại những khoảnh khắc đau lòng, mình luôn nhìn với góc nhìn thứ nhất, tức là mình là người trong cuộc. Nhưng bây giờ, mình đã nhìn với góc nhìn thứ ba, tức là mình trong quá khứ là một nhân vật khác. Điều đó giúp mình thoát khỏi việc chìm đắm trong quá khứ, giúp bộ não ý thức được rằng việc này đã chấm dứt rồi và nó không còn quan trọng nữa. 2. Nhận thức được rằng có những chuyện chỉ ảnh hưởng 0,00001% đến cuộc sống của bạn, nhưng lại khiến bản thân dành 80% thời gian để nghĩ về nó. Một người nào đó nói lời gì đó khiến mình đau lòng, hoặc là một sự hiểu nhầm, hoặc là một lỗi lầm trong quá khứ. Những cảm xúc sẽ sinh sôi như nấm sau mưa, bám lấy hết tâm trí của mình. Ban đầu, mình cố gắng chống lại, nhưng sau đó mình để cho nó tự phát triển và cố gắng tìm hiểu gốc rễ. Khi mình đã tìm hiểu rõ được cảm xúc, các ngọn nguồn gốc rễ, mình nhận ra nó như kẹo bông. Nhìn thì to, nhưng bên trong thì trống rỗng, và nó không hề ghê gớm như ấn tượng ban đầu. Dần dần, những chuyện đó trở nên phai nhạt đi. 3. Chuyển qua góc nhìn tích cực hơn, mình coi mỗi sự đau khổ là một cơ hội để khám phá bản thân, để hiểu được nguồn gốc của sự đau khổ đó đến từ đâu, từ đó hiểu thêm về bản thân cũng như thu nhập thêm kiến thức về tâm lý con người. Sau đó biết cách giao tiếp tốt hơn và duy trì được mối quan hệ lâu hơn. Ví dụ như một phản ứng tích cực là mình đã dành thời gian để viết bài này cho mọi người. Mục tiêu cuối cùng của mình không phải là để giải thoát hoàn toàn khỏi sự đau khổ gây ra bởi cảm xúc, mà là tìm được sự hài hòa giữa ý thức và cảm xúc, để trong tâm trí không còn là những cuộc nội chiến kéo dài vô tận. Tâm trí khỏe mạnh. Anh bạn mình mua xe bởi vì ảnh muốn tận hưởng cảm giác lái những chiếc xe đó, chứ không phải là vì anh cần khoe cho người khác biết. Những gì anh muốn chỉ là để phục vụ giải tỏa cảm xúc của bản thân. Liệu điều đó có đáng với con số hơn 2 tỷ bỏ ra hay không? Mình không biết, nhưng mà mình thấy ảnh vẫn kinh doanh tốt, vẫn chịu được áp lực kinh doanh, áp lực trong cuộc sống và đẩy công ty vươn lên. Mỗi tháng, anh phải lái xe hơn 1.500 km, thuộc mức khá là cao đối với xe không chạy dịch vụ. Điều đó dường như tỷ lệ thuận với cường độ stress mà anh phải chịu. Mình viết bài không phải để nói rằng bạn nên mua xe BMW. Tuy vậy, bạn nên thử nếu có dịp. Mà là mình hy vọng những người đang cảm thấy bế tắc, xung đột với bản thân có thể tìm ra được giải pháp cho bản thân mình. Mỗi người sẽ tìm ra được hướng giải quyết khác nhau. Nhưng để tìm được giải pháp, bước đầu tiên đó là bạn phải nhận thức được rằng cảm xúc là một yếu tố lớn trong cuộc sống mà không may thường bị đánh giá thấp hoặc là bỏ qua. Có nhiều lớp và khóa học về nâng cao cải thiện tư duy, nhưng có ít tài liệu và khóa học về quản trị cảm xúc, ít nhất là ở Việt Nam. Học và hiểu về cảm xúc đang càng trở nên cần thiết hơn trong thời điểm bùng nổ công nghệ thông tin như hiện tại. Có lẽ trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ các vấn đề về tâm lý con người lại phổ biến như thế. Góp phần vào đó là sự bùng nổ công nghệ nghe nhìn của các mạng xã hội. Hãy để ý rằng tất cả các sản phẩm số từ TikTok, YouTube, Facebook, tính năng Story trên Instagram đều cố gắng khai thác tối đa phần cảm xúc của con người, khiến cho con người luôn rơi vào tình trạng bị hưng phấn. Nó khiến cuộc sống bị tràn ngập và lấn át bởi cảm xúc, khiến cho chúng ta cảm thấy khó khăn trong việc tìm ra đường đi của đời mình. Mình hay nói đùa với mọi người rằng, từ ngày có hai chức năng này ra đời, số lượng thanh thiếu niên bị trầm cảm tăng cao lên hẳn. Đó là chức năng đã xem tin nhắn, giới thiệu bởi Facebook, và tính năng tạo câu chuyện, story, khởi đầu bởi Instagram. Do đó, chúng ta càng cần nhiều thời gian và cần có phương pháp đúng đắn để sống với cảm xúc của con người mình.
Mình nghĩ rằng không nên coi đây là một cuộc chiến với mục tiêu loại bỏ sự đau khổ gây ra khỏi cảm xúc, mà là sống hài hòa với những cảm xúc của bản thân. Coi ý thức và cảm xúc như là hai cộng sự hợp tác với nhau để giúp đưa ra quyết định phù hợp cho cuộc sống. Đó là một hành trình dài và gian khổ. Chúc các bạn có đủ kiên trì để thành công. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room và mình là Pink Dot. See ya!